Thưa quý vị, đạo đức của học sinh xuống cấp, có nhiều học sinh hư đã trở thành vấn đề bức xúc của ngành giáo dục. Thậm chí nhiều em đã bị đuổi học, mất đi cơ hội đến trường và có nguy cơ đánh mất cả tương lai. Với sứ mệnh giúp cho các em vượt qua khó khăn, phát triển phẩm chất năng lực của mình, có một ngôi trường tư thục ra đời, qua đó giúp biết bao thế hệ học sinh trưởng thành nhờ phương pháp cảm hóa học sinh bằng chính trái tim người thầy. Đó là ngôi trường nào, ở đâu và ngôi trường đó đã làm gì để hoàn thành sứ mệnh đặt ra? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua chia sẻ sau đây. Tự nhận mình không phải là học sinh ngoan vì đã từng mắc nhiều lỗi lớn nhỏ, thậm chí đánh nhau với bạn khi mới vào trường. Nhưng sau hơn 2 năm theo học dưới mái trường Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, cậu học trò Nguyễn Gia Nguyên đã thấy mình trưởng thành lên rất nhiều vì em luôn được thầy cô lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Em đánh nhau hay là như nào đấy thì cô cũng đầu tiên là cô phải nói chuyện với em trước thì cô mới bắt đầu hiểu tâm lý em, cô mới bắt đầu xử phạt em. Thì như thế là em thấy là cách xử lý của cô thì cũng rất là hay. Thì em hiểu cô cũng hiểu em thì để cô trò nói chuyện nhau nó dễ hơn. Với ngôi trường Đinh Tiên Hoàng thì không có học sinh hư và cũng chẳng có học sinh cá biệt. Tất cả các em đều bình đẳng như nhau, không hề bị phân biệt. Tuy nhiên vẫn không thể thiếu việc kỷ luật đối với học sinh vi phạm. Song đó cũng chỉ là biện pháp cuối cùng. Mình làm vì uy hay vì cái gì đó ngoài cái mục đích là trái tim, tình cảm giúp đỡ các em thực lòng thì sẽ không thành công. Hai cô trò nói chuyện riêng để mình tập trung vào học hơn, mình bớt cái sự năng động của mình đấy thì để cái năng lượng này có thể tập trung vào việc học. Cánh cửa ngôi trường này luôn rộng mở đối với tất cả các em học sinh. Nhưng mục tiêu mà nhà trường hướng đến là khi rời khỏi đây, các em phải vừa có tri thức, vừa có phẩm chất, để có thể tự tin bước vào đời. Để làm được điều ấy, đội ngũ giáo viên ở đây thường xuyên được huấn luyện về khoa học giáo dục và tâm lý giáo dục. Còn học sinh luôn phải rèn luyện phong cách cho mình. Có những em có những cái biểu hiện đặc biệt ở khía cạnh này, khía cạnh khác về mặt nhân cách. Thì cái đó là giúp các em điều chỉnh thôi. Chứ chúng tôi không xem đó là học sinh cá biệt. Bởi vì gọi như thế nó ít nhiều nó mang những chất kỳ thị cho các em và làm cho các em dễ có những cái mặc cảm. Chúng tôi không điếm khuyết điểm học trò để mà đánh giá hình kiểm, mà chúng tôi đánh giá sự chuyển biến, sự tiến bộ của học sinh để mà cho hình kiểm. Thế thì tôi cho là chúng ta đang đặt ra vấn đề là kỷ luật trong nhà trường là rất đúng, rất quan trọng. Nhưng nó là một nghệ thuật sư phạm, các nhà giáo dục phải nắm được để mà vận dụng nó. Chính trái tim đầy trách nhiệm, hết lòng vì học trò của những người thầy như nhà giáo ưu tú Nguyễn Tùng Lâm, người sáng lập ngôi trường, đã chạm tới trái tim của các em học sinh cá tính. Và cũng vì thế, biết bao thế hệ học trò đã trưởng thành từ nơi này vẫn luôn nhớ về thầy cô và mái trường với một tình cảm sâu đậm.